tìm sản phẩm gì à? Chị có thể giúp chị được cho em không? Em muốn mua bộ sản phẩm như này, bên chị có không? Bộ này nhà chị lại không có rồi. Thế cái bộ này thì em cần luôn hay là để đến sang tuần em? Em cần luôn chị ạ. Em cần luôn à? Chị tưởng sang tuần thì chị đặt cho em, như bây giờ thì cửa hàng nhà chị hiện tại đang không có. Chán à, em lại phải đi sang cửa hàng khác vậy. À, thế em chào chị nhé. Thế chị, em thông cảm chị nhá. Sao em? Em chào anh. Thế khách kia vừa mua gì mà anh thấy đi ra thế? Ôi dồi, anh ạ, khách mua toán những cái đồ mà đại lý nhà mình có thì người ta lại không mua, không có thì người ta lại hỏi. Ôi, thế nào nào? Thế vừa nãy là họ hỏi cái gì? Vừa nãy người ta hỏi bộ ăn vẽ vàng 24K nhưng mà em lại không có. Ôi, bây giờ? Thì bây giờ này nhá, không bao giờ khách hỏi nhà mình có hết được đâu. Nhà mình có cửa hàng rộng đến mấy hay nhiều cửa hàng đấy, không bao giờ có hết được. Bây giờ cái nhu cầu người ta rất là lớn. Vâng. Và cái nguồn thông tin sản phẩm họ cũng tiếp xúc rất là nhiều. Vâng. Vì thế mà bây giờ mình cứ bán những cái mà trên này mình có thì làm sao mình bán được hàng. Vâng. Thì bây giờ anh bảo em cách nhá, là như này, em vào đây. Thế em thì vào đây. Anh có cách nào anh hướng dẫn cho đây em nhá, anh bảo chuyện em này à. Bán hàng chậm lắm anh ạ. Ở bên anh là đang có 3 cách tốt nhất để cho đại lý như các em bán được hàng. Vâng. Mà ngay cả khi em chưa nhập. Vâng. Đây này, cái thứ nhất là em lên website này nhá. Thế tốt quá anh hướng dẫn em lên website này. Đấy, em gõ gốm sứ tam hợp nhá. À. Đấy, nó ra này được chưa nào? Vâng. Em vào này. Vào bộ ăn vẽ vàng đúng không? Họ vừa hỏi bộ ăn vẽ vàng đúng không? Đúng rồi, vâng. Thì em vào bộ ăn vẽ vàng này. Đó. Thì khi em thấy cái bộ ăn vẽ vàng như này rồi, là bên anh đang như này là còn hàng nhá. À. Thì em chọn cái hình này, em gửi về. À. Gửi vào nhóm nhá. Vâng. Thì khi em gửi vào thì em nhận được cái luôn cái đơn này là bộ này bao tiền và có khách đặt tiền luôn nhá. À. Ôi thế thì đơn giản quá anh nhỉ? Thì đơn giản. Thế mà vì nó đơn giản các em cứ không tin vào cái điều đơn giản đấy. Khách đến cứ hỏi toàn những cái tải ở trên mạng về thì cửa hàng nhà em rất là nhiều nhưng mà em lại không có đầy đủ cho khách những cái họ nhu cầu. Trước kia anh cũng như em và y sĩ nhà em và những người ngoài kia cũng đang như thế. Khách đến bán có thì bán, không có thì họ đi. À. Rất lãng phí đúng không? Vâng. Thế em thấy không? Khi mà họ đi như thế là họ cũng đâu có vui. Vì họ mất bao nhiêu thời gian đến với mình mà. Vâng. Thì mình phải giúp cho người ta mua được cái sản phẩm từ mình. Bằng cách vừa nãy anh chia sẻ một cách thứ nhất. Dạ, vâng. Cách thứ hai là em đăng ký cho anh. Em đăng ký rồi em cũng nhờ khách hàng đăng ký vào cái trang fanpage này. Cũng là gốm sứ tam hợp. À. Theo dõi và thích. Vâng. Khi mình thích thế thì những cái bài đăng, những cái sản phẩm mới nó sẽ hiện lên. Mà như em này, hàng ngày em tiếp xúc với bao nhiêu khách hàng họ hỏi đúng không? Vâng ạ. Và nếu như em mà không có những cái thông tin này là em sẽ mất khách. Thế thì em thích vào hôm nay này những cái sản phẩm hàng ngày về cái gì mới hoặc trên thị trường có gì mới. Có thể hôm nay em chưa có khách đâu nha nhưng em vẫn nay. À. Đấy là cái cách mình ứng xử trên internet đấy. Thậm chí là nếu như em muốn bán sản phẩm này thì em phải chia sẻ chứ. Thì em phải chia sẻ đúng không? À. Đấy, em chia sẻ đến hội nhóm hoặc đi chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Ôi, thế này thì đơn giản quá anh. Thì nó đơn giản vậy thôi. Khi đó thì người mà người ta biết rằng đứa này ra bán cái sản phẩm này, nó có cả sản phẩm này. Vâng. Thì có phải là họ sẽ yêu quý em và mua hàng từ em không? Thế tốt quá. Rồi, những cái này đây. Khi mua rồi thì người ta sẽ hỏi là sử dụng nó như thế nào? Đúng không? Vâng. Vậy thì sử dụng như thế nào thì em vào đây. Vào đây nhá, đây. Vâng. Vào đây nhá. Thì mình sẽ vào cái YouTube này. Vào YouTube này. Cũng có là gốm sứ tam hợp nhá. Dạ. Đây, cũng là gõ gốm sứ tam hợp. Gốm sứ tam hợp thì nó ra đúng chưa nào? Thì bây giờ mình chọn, ví dụ như họ bảo bây giờ em bày như thế nào thì em vào hướng dẫn người ta, một em hướng dẫn nói lại cho người ta, hai em gửi cái video này. À. Em gửi video để cho người ta biết cách bài trí, ví dụ như ban thờ thần tài hoặc là ban thờ gia tiên thì nó có trong này, nó có đầy đủ cái này, từng bước một sắp xếp thôi. Từng bước một rất rõ ràng như này. Đấy nhá, thì là khách họ cứ theo cái này họ làm thôi. Về họ chỉ sắp xếp thôi anh. Đúng rồi. Sao đơn giản thế mà anh không qua cửa hàng em mình xem. Ôi trời ơi, thế là phải lấy hàng, tại sao họ lấy hàng bên anh là như thế? À, dạ. Mất rất nhiều tiền, mình không biết điều này đúng không? Vâng, vâng. Rồi, ok. Thế. Anh cho em cảm ơn anh rất nhiều. Không cần phải cảm ơn, bán được hàng thì cứ lấy hàng bên anh là được. Vâng, vâng. Không cần phải cảm ơn hết nhá. Vâng, vâng ạ. Thế thôi rồi.